Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Theo Eurasian Times đưa tin, máy bay không người lái cấp PLA của Nga đã liên tục được nâng cấp trong thời gian qua và giờ đây UAV này đã có tính năng tấn công hiệp đồng. Nhà thầu Rostec thông báo rằng CAP PLA là máy bay không người lái đa năng, có khả năng tấn công ngay lập tức vào mục tiêu hoặc lơ lửng trên một điểm được chỉ định, chờ thời điểm thích hợp nhất để lao xuống. Tính năng lơ lửng này cho phép một nhóm UAV có thể phối hợp và tấn công đồng thời theo lệnh dưới dạng bầy đàn theo nhiều hướng. Cho dù bay ở độ cao thấp hay cao, CAP PLA đều có khả năng tấn công chính xác bằng thuốc nổ. Rostec cho hay, đầu đạn của CAP PLA được chế tạo bằng thuốc nổ mạnh hơn TNT 1,5 lần. Thuốc nổ này kết hợp với khả năng phân mảnh mật độ cao, có thể vô hiệu hóa hiệu quả hệ thống phòng thủ của đối phương. Theo Eurasian Times, CAP PLA rất hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, trạm radar và cả nhóm binh sĩ. UAV này có thiết kế không đuôi với ưu điểm là giá rẻ và khả năng tấn công chính xác. Được trang bị động cơ điện dẫn động cánh quạt đẩy, máy bay không người lái này rất nhẹ, chỉ nặng khoảng 15 kg với xe cánh khoảng 120 cm. CAP PLA được lập trình để tự động điều hướng bằng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu SANAP nhằm vào mục tiêu nằm ở tọa độ được định trước. Nhược điểm lớn nhất của UAV này là thời gian bay tương đối ngắn, vì vậy tầm hoạt động của CAP PLA cũng tương đối gần. Lượng thuốc nổ của UAV này mang theo cũng thấp, vào khoảng 3 kg. UAV này cũng không có hệ thống giám sát và nhắm mục tiêu quang học. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tọa độ được lập trình sẵn, được nhập vào hệ thống điều khiển từ thông tin trinh sát. Mặc dù vậy, giá thành rẻ của UAV này đã cho phép Nga sản xuất được chúng với số lượng lớn và nhờ khả năng tấn công bầy đàn được bổ sung, CAP PLA sẽ phù hợp để thực hiện một cuộc tập kích áp đảo đối phương. Ngày 6 tháng 10, chính quyền Kiev cho biết đơn vị Karila của tình báo quân đội Ukraine HUR đã phá hủy hệ thống phòng không OSA của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Cơ quan tình báo Ukraine cho hay dòng UAV FPV trên có giá vài trăm đô la Mỹ, trong khi hệ thống OSA của Nga trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Được phát triển tại Liên Xô vào những năm 1960, 9K33 OSA hay còn gọi là SA-8 Gekko, theo thuật ngữ của NATO là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn tầm thấp, có tính cơ động cao, vẫn đang được Nga, Ukraine và hàng chục quốc gia khác sử dụng. Lực lượng tình báo quân đội Ukraine đã công bố một video cho thấy máy bay không người lái FPV đâm vào hệ thống vũ khí của Nga, khiến thiết bị bốc cháy dữ dội. Cơ quan này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, chẳng hạn như thời gian hoặc địa điểm diễn ra cuộc tấn công. Được biết, Nga đã sử dụng rất hiệu quả hệ thống phòng không OSA để chống lại máy bay không người lái của Ukraine. Một số chuyên gia cho rằng hệ thống này đã buộc Ukraine phải giảm tần suất sử dụng máy bay không người lái Perakta của nước này. 9K33 OSA được mệnh danh là ong bắp cày. Đây là hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên của Liên Xô tích hợp radar dẫn bắn lên xe mang phóng tự hành Tela, tạo ra tính cơ động rất cao. Điều này giúp cho tổ hợp phòng không vừa có thể phát hiện, theo dõi và dẫn bắn tên lửa chống lại trực thăng cũng như máy bay trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống phòng không OSA được sử dụng để bảo vệ các lực lượng tăng thiết giáp và súng trường cơ giới, cũng như các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược. Hệ thống này cũng có thể bắn hạ UAV của đối phương và bảo vệ các vị trí khai hỏa của pháo binh. Nhiều chuyên gia nhận định, mặc dù đã đạt được một số thành tựu trên chiến trường và duy trì niềm tin chiến thắng, tuy nhiên Ukraine vẫn bị đẩy vào thế phòng thủ do các thách thức nội tại và sức ép không ngừng từ Nga. Theo giờ The Economist của Anh, trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga, Ukraine hiện đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và ngoại giao. Mặc dù vẫn giữ vững niềm tin chiến thắng, nhưng nước này đang ngày càng bị dồn vào thế phòng thủ. Các chiến lược quân sự và hy vọng vào sự hỗ trợ từ phương Tây đang dần trở nên bấp bênh khi Ukraine phải đối mặt với các vấn đề nội bộ và sức ép từ Nga. Trên mặt trận quân sự, Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong việc cản trở đà tiến công của Nga. Phó tham mưu trưởng quân đội Ukraine Volodymyr Hopatiuk tuyên bố rằng Nga đã phải trả một cái giá đắt cho những bước tiến của mình. Tốc độ tiến công của Nga vốn đã chậm lại càng chậm hơn trong những tháng gần đây, cho thấy Ukraine đã thành công trong việc kìm chân đối phương. Tuy nhiên, Ukraine cũng đối mặt với thách thức lớn trong việc thay thế và bổ sung lực lượng đã tổn thất. Theo tướng Volodymyr Hopatiuk, dù thương vong thấp hơn so với Nga, nhưng các sĩ quan Ukraine thừa nhận rằng việc huy động thêm tân binh đang gặp khó khăn. Nhiều người được tuyển vào quân đội quá tuổi, ốm yếu hoặc không phù hợp cho chiến đấu. Hơn nữa,
không có con đường rõ ràng để giải ngũ, khiến việc huy động trở thành một gánh nặng tâm lý cho những người lính. Chính quyền Ukraine cũng yêu cầu được phép sử dụng các loại tên lửa tầm xa hơn và mạnh hơn của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép lên Moscow. Tuy nhiên, lo ngại về sự leo thang từ Nga đối với các quốc gia phương Tây đã khiến yêu cầu này nhiều lần bị từ chối. Điều này khiến khả năng của Ukraine trong việc tạo ra sự thay đổi lớn trên mặt trận quân sự trở nên hạn chế, đặt Kiev vào tình thế phải tiếp tục dựa vào các chiến lược phòng thủ và sự trợ giúp từ bên ngoài. Trên mặt trận kinh tế, Ukraine cũng gặp phải nhiều khó khăn nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy gần 80% sản lượng điện từ than và khí đốt. Khi mùa đông đến gần, tình trạng thiếu điện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Có lo ngại rằng mất điện luân phiên có thể kéo dài đến 12 giờ mỗi ngày, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp xấu nhất, các đường ống dẫn có thể đóng băng và vỡ, khiến hệ thống sưởi ấm bị vô hiệu hóa ngay cả sau khi nguồn điện được khôi phục. Bên cạnh đó, nền kinh tế Ukraine đang chịu áp lực lớn từ cuộc xung đột. Khoảng 6,5 triệu người đã rời khỏi đất nước, chiếm gần 1/5 dân số. Hơn 60% người dân còn lại cho biết thu nhập của họ đã giảm đáng kể, khiến họ phải vật lộn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Ukraine dự kiến chỉ đủ khả năng trang trải một nửa chi tiêu trong năm 2025 và cần đến khoảng 38 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ các nước đối tác để bù đắp thâm hụt. Dù các đối tác quốc tế đã cam kết giúp đỡ, quá trình này lại đầy phức tạp và phụ thuộc vào ý chí của các nhà bảo trợ nước ngoài. Về ngoại giao, Ukraine vẫn nỗ lực duy trì sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, tương lai của sự ủng hộ này không chắc chắn. Nếu bà Kamala Harris đắc cử Tổng thống Mỹ, Ukraine có thể mong đợi một chính sách hỗ trợ tương tự như chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện tại. Tuy nhiên, nếu ông Donald Trump thắng cử, chính sách đối với Ukraine có thể thay đổi khó lường, đẩy Ukraine vào thế phải tự lập hoặc tự xoay sở nhiều hơn. Tại phiên họp gần đây của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh sự bất công nếu ép Kiev phải chấp nhận một nền hòa bình không công bằng. Tuy nhiên, ông chưa nêu rõ kết cục nào của Ukraine có thể chấp nhận được cho cuộc chiến này, ngoài việc theo đuổi chiến thắng hoàn toàn. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định mục tiêu này có vẻ xa vời và không thực tế bởi lợi thế trên chiến trường đang nghiêng về phía Nga. Ngày 5 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử quy mô lớn ở Butler, bang Pennsylvania. Đây chính là nơi ông bị tấn công hồi giữa tháng 7 trong lúc đang phát biểu. Theo các nhà phân tích nhận định, ông Trump dường như muốn thu hút sự ủng hộ và đồng cảm từ cử tri Pennsylvania, bang chiến trường quan trọng, khi quay lại nơi từng bị tấn công để diễn thuyết. Tại sự kiện lần này, ông Trump mở đầu bằng câu: "Như tôi vừa nói." Hàm ý tiếp nối bài phát biểu còn dở dang lần trước, ở phía dưới đám đông reo hò hô vang: "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu." Đây cũng chính là khẩu hiệu mà vị cựu tổng thống đã hô lớn sau khi trúng đạn. Hình ảnh ông giơ nắm đấm với vết thương bên má phải khi đó trở thành biểu tượng. Trả lời phỏng vấn kênh CNN, nhà bình luận chính trị của Spectrum News Aaron Lewis nói, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tìm cách khơi lại ngọn lửa và lợi thế mà ông có được sau vụ ám sát hụt. Họ muốn gợi mọi người nhớ lại hình ảnh mang tính biểu tượng của cựu tổng thống. Họ muốn đó là hình ảnh trong tâm trí cử tri khi đến hòm phiếu, trong bối cảnh khoảng 20 bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm. Lúc này, ngày nào cũng được coi là ngày bầu cử. Giới phân tích nhận định, Pennsylvania là một trong 7 bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump từng đổi màu Pennsylvania từ ủng hộ Đảng Dân Chủ sang Cộng Hòa hồi năm 2016 và đánh bại đối thủ Hillary Clinton. Nhưng ông cũng để thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ở bang này năm 2020. Theo giới quan sát, để tránh kịch bản năm 2020 lặp lại, ông Trump cần phải thu hút cử tri đi bầu tại những thành trì bảo thủ ở Pennsylvania như hạt Butler. Bà Kamala Harris, đối thủ của ông Trump năm nay, cũng đang dồn nỗ lực cho bang miền đông này. Chủ tịch chi nhánh Đảng Cộng Hòa tại hạt Allegheny, Sam DeMarco nói, có một thông điệp ở đây đúng chứ, trở lại hiện trường vụ ám sát, bao nhiêu người sẽ làm điều này? Về mặt tâm lý, bao nhiêu người sẽ sợ hãi, cảm thấy bị đe dọa khi trở lại nơi họ suýt mất mạng? Ông DeMarco giải thích thêm, hành động đó sẽ tiếp thêm động lực cho người ủng hộ ông Trump và những người đang tham gia chiến dịch vận động cho ông trong những tuần cuối, thúc đẩy họ xuống đường, tiếp cận thêm cử tri tiềm năng. Việc ông Trump trở lại Butler phần nào có nét tương đồng với các trường hợp lãnh đạo Mỹ bị ám sát hụt trong quá khứ, sau đó dùng sự kiện để tạo thêm lợi thế chính trị. Tháng 10 năm 1912, cựu Tổng thống Theodore Roosevelt bị tấn công trên đường từ khách sạn ở Milwaukee, bang Wisconsin, đến nơi tổ chức vận động, và may mắn thoát nạn nhờ hộp đựng kính bằng kim loại cùng tập tài liệu dày trong túi.
nhưng viên đạn vẫn gây ra vết thương cho ông Roosevelt. Trợ lý muốn đưa ông Roosevelt đến bệnh viện, nhưng ông kiên quyết đến sự kiện vận động. Và có một trong những bài phát biểu ấn tượng nhất lịch sử tranh cử. Ông Roosevelt nói, tôi không rõ các bạn có biết tôi vừa bị bắn hay không, nhưng muốn hạ một con nai sừng tấm thì phải cần nhiều hơn vậy. Nai sừng tấm là biểu tượng đảng tiến bộ do ông Roosevelt lập ra. Năm 1981, cựu Tổng thống Ronald Reagan cũng bị tấn công bên ngoài khách sạn Hilton, Washington. Ông được cấp cứu và bình phục, sau đó tận dụng đòn bẩy từ vụ tấn công này để đắc cử nhiệm kỳ 2 năm 1984. Nhà sử học tại Đại học Rutgers, bang New Jersey, ông David Greenberg nhận định, ông Reagan cùng những người xây dựng hình ảnh cho Tổng thống khi đó, coi vụ tấn công như cơ hội để tìm kiếm sự đồng cảm và ủng hộ cho kế hoạch thuế của ông. Ông Trump có thể dường như đang hành động tương tự. Theo cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, ông Trump trả lời Butler mang nhiều hàm ý hơn chỉ là một cuộc vận động. Trả lời Fox and Friends Weekly và nhắc đến Corey Comperator, người lính cứu hỏa đã qua đời khi ông Trump bị tấn công. Ông McCarthy nói, ngoài tưởng niệm ông Corey, ông ấy trở lại còn để hoàn thành công việc. Cựu Chủ tịch Hạ viện nói thêm, ông Trump mở đầu bằng như tôi vừa nói, hàm ý muốn kết thúc bài phát biểu dang dở. Và nếu có thêm một nhiệm kỳ, tôi sẽ làm hết sức mình vì đất nước, không bao giờ từ bỏ. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh xiết sao tại các bang chiến trường, gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina. Trung bình kết quả các thăm dò ở Decision Desk HQ, The Hill, thực hiện cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi cựu Tổng thống chiếm ưu thế ở Arizona và Georgia. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai ứng viên đều rất nhỏ. Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông Chris LaCivita nói, Pennsylvania rõ ràng sẽ là trung tâm của vũ trụ trong 30 ngày tới với cả hai bên, và chúng tôi khá lạc quan về vị thế của mình ở đây. Về mặt tổ chức, chính trị và nguồn lực dành cho bang này, chiến lược gia Đảng Cộng hòa Josh Holmes đánh giá, ông Trump đang có cơ hội để gây ấn tượng về sự mạnh mẽ của đất nước trong mùa bầu cử năm nay. Không còn nhiều cử tri lưỡng lự, nhưng số ít còn lại có thể tìm thấy thông điệp đoàn kết từ một người suýt bị ám sát hai lần. Nếu ông ấy hành động phù hợp, đó có thể là yếu tố mang tính quyết định trong một cuộc bầu cử xiết sao như năm nay.